Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, xu hướng mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới dắt qua Nam Bộ, nâng trục lên phía Bắc dắt qua Nam và Trung Trung Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Trên địa bàn toàn tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc tiếp tục lên do nước đổ về mưa tại chỗ. Dự báo ngày mai 2 tháng 7, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 0,57m, tại trạm Tân Hưng là 0,73m, tại trạm Vĩnh Hưng là 0,76m và 1,1m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức là 0,85m. Đối với khu vực phía Nam, xuống theo chiều, tại trạm Tân An, mực nước cao nhất ngày mai là 1,05m, còn ở trạm Bến Lức là 1,16m. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ và 12 giờ đến 14 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, tại khu vực này, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, đêm cũng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.